Em Nhưng nhìn mà cái này, bài này của anh em nhớ rồi. trước khi vào cái bài số 2 thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài số 1. Lần trước chúng ta đã được học thì cái bài số 1 thì nó quan trọng nhất là cái việc mà chúng ta tạo ra cái khổ giấy, đúng không? Thì trong cái khổ giấy khi mà dành cho in ấn thì anh sẽ chọn là phần print. Đó, phần print này em có thể ấn vào phần print ở đây, đây này, nó nằm ở đây đấy. Ok, nó chỉ khác nhau ở chỗ này thôi, hiển thị thôi, hiển thị thôi. Đấy thì anh sẽ chọn là khổ giấy A4, anh chọn khổ giấy A4 thôi. Anh qua A4 thì em sổ xuống, em chọn A4 meter, đúng không? Okay. Và sau khi chọn A4 xong thì anh ở đây anh sẽ kích thước cho nó một cái giá trị đó là cm. Ok, sau khi chọn cm xong thì lúc này anh sẽ chọn một cái giá trị như sau, ví dụ chọn cm này, một chiều 21 và một chiều 29.7. thì ở đây nó có tính năng dàn trang nên anh có thể chọn cái oblong. Cái oblong này có thể là nhiều hơn, có thể nhiều hơn là 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 nếu sau này em làm cái profile cho công ty. Còn nếu mà em chỉ làm một trang thôi thì ok, em sẽ để một trang giúp anh. Ok em ạ. Rồi tiếp theo cái vùng bleed này, như anh đã giải thích trong hôm trước rồi, đấy chính là vùng bù xén trong in ấn. Nó thường thường là 0.3. Và sau đó thì chúng ta sẽ chọn là kênh màu, nó là CMYK. Bởi vì in ấn thì dùng CMYK, còn những cái gì hiển thị trên màn hình thì chúng ta sẽ dùng RGB. Đấy là đương nhiên là chúng ta sẽ học được cái này. Đâu cái CMYK của em nó là cái này nhỉ? CMYK của em nó chính là cái này. Để nó bản chất của nó sẽ mặc định cho em cái điều đó. Thế nếu mà em muốn xuất sang RGB thì sao? RGB thì câu chuyện là của anh thì là em phải chọn cái kênh khác, không phải là chọn vào web, chọn vào mobile, chứ không phải là chọn vào cái vấn đề là giống như print nữa nhá. À. Em hiểu cái này chưa? Đó thì cái cơ chế nó hơi nó tự động đúng không? Đúng rồi, nó tự nhảy sang, có nghĩa là nó sẽ mặc định cho ông sẽ phải dùng cái kênh màu đó. Đấy thì sau khi mà làm xong tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng thì chúng ta sẽ ấn vào grid, chính là tạo vào khổ giấy, đúng không? Thì ở trên của em là vào ok đúng không? Đúng rồi, ok. Thì em đã có một cái khổ giấy rồi đúng không? Đây. Rồi. Như hôm trước anh đã nói với em về cái lệnh đó là Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ, và Ctrl số 0 là trở về định dạng màn hình ban đầu, đúng không? Chuẩn chưa? Rồi, bây giờ thì anh sẽ hướng dẫn cho em về những cái lệnh sau, đó là lệnh đổ màu. Em đi cách đổ màu cho đối tượng. Quyền của máy tính làm đồng búa. Rồi, thì em nhớ một điều rằng để muốn đổ màu cho một đối tượng thì hôm nay Khánh sẽ mượn một cái công cụ như này. Cái công cụ này rất là đặc trưng là khi vẽ ra một đối tượng như bình thường như này là mình chữ nhật. Thì vốn dĩ cái bản chất của cái hình chữ nhật này là anh không đánh kích thước vội, bởi vì làm sao chưa đến lúc mà chúng ta phải làm điều đó. Nhưng chúng ta hiểu bản chất thì chúng ta mượn nó là vẽ ra thôi. Em hiểu chưa? Và chúng ta muốn đổ màu bằng cách nào thì chúng ta cứ phóng to bằng Ctrl cộng đấy, để chúng ta nhớ lại cái lệnh mà chúng ta đang làm. Và trong quá trình khi Ctrl cộng thì em phải nhớ một điều rằng là em phải giữ phím cách để chúng ta dịch chuyển sang phải, sang trái, lên trên dưới, để làm sao nó đúng okay. Rồi để dịch chuyển vào giữa của chúng ta. Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ học cái cách đổ màu đầu tiên, đó là cách đổ màu bằng bảng color, là cái palette màu đấy. Em nhìn cái palette màu chưa? Em kích vào đây thì lúc này em có thể chỉ vào vị trí màu mà em muốn. Cái color wheel đấy. Đây, em nhìn thấy cái palette chỗ này em, góc này, em có không? Có. Đó thì em ấn vào đấy, nó sổ ra cái này thì em chỉ vào. Thì cái đổ màu này nào có một cái tính năng rất hay, đó là đổ màu rất là nhanh. Em đồng ý không? Đổ màu rất nhanh bởi vì mình chỉ cần chỉ vào cái vị trí đó là mình có màu nó. Nhưng căn bản nó rất là bé nên chính vì vậy mà cái màu của chúng ta nó có chính xác không, nó có chuẩn xác màu không thì thực ra là không phải. Bởi vì tôi muốn là chọn những cái màu nó xanh hơn một tí, đậm hơn một tí. Thì em nhớ một điều rằng cái việc mà một tí đấy của chúng ta cần phải chọn một cái màu khác. Em đồng ý không ạ? Ok. À, tiếp theo chúng ta sẽ học về cách đổ màu thứ hai, đó là cách đổ màu bằng bảng màu. Bảng màu đây. Đây, em có nhìn thấy cái bảng màu có ô vuông ở chia đâu không ạ? Rồi. Thì ở đây nó cũng có những cái màu có sẵn và chắc chắn là chúng ta sẽ chọn màu rất là chính xác. Nhưng đây cũng không phải là những cái màu mà mình mong muốn. Em đồng ý không ạ? Bởi vì chúng ta cần phải xanh hơn tí, đậm hơn tí. Thì cái cách đổ màu nhiều nhất trong Inloop thì người ta sẽ dùng như sau. Em ghi đi cách đổ màu nhiều nhất trong Inloop.
cách đổi màu nhiều nhất trong Linux. Thì em phải để ý nhá, trong giá trị ở đây là Linux một đối tượng khi vẽ ra gồm hai phần. Phần thứ nhất là cái màu xanh này này, là màu của đối tượng. Và phần thứ hai, cái viền xung quanh của nó là màu viền của đối tượng. Đấy, màu của đối tượng và màu thứ hai màu viền của đối tượng. Vậy thì cái này nó được thể hiện ở đâu? Thì em nhìn này, ở đây nó thể hiện ở cái chỗ này này. Cái này gọi là màu đối tượng. Còn cái dưới này gọi là màu viền của đối tượng. Em hiểu cái này chưa đã? Okay. Vậy thì để muốn đổ màu cho đối tượng thì chúng ta chọn vào màu của đối tượng. Và tất nhiên phải tích đúp vào rồi. Thì cái đây là một trong những cái màu mà anh chọn lựa rất là nhiều, bởi vì nó chọn theo sắc được. Cùng là sắc xanh đấy, ok, chọn xanh lá cây có thể xanh đậm hơn, có thể chọn xanh tím than xanh đậm hơn, sáng hơn. Ok, chọn hồng thì có thể chọn hồng đậm và hồng nhạt. Em hiểu cái này chưa? Và bình thường người ta sẽ chọn cái này nhiều nhất, bởi vì nó tuy rằng mất công nhưng nó nhìn cực kỳ chính xác về màu. Em hiểu cái này chưa? Ok. Rồi nhá. Tiếp theo, sau khi chọn xong thì ở đây nó cũng có một cái giá trị về nét cho em. Thì em nhìn này, em muốn đổ màu cho nét thì chắc chắn em phải chọn vào vào nét. Vào nét như này thì em lại thích đúp vào đây, thì ở đây nó sẽ có nét. Ví dụ anh chọn màu vàng, em nhìn đây nét màu vàng này, em nhìn đây, ok, nhìn thấy màu vàng chưa? Rồi, tiếp theo với cái nét màu vàng như này thì chúng ta sẽ có được cái điều gì nữa, là chúng ta có thể hoán đổi vị trí giữa màu và nét cho nhau được không? Ok, em đi hoán đổi vị trí. Cách hoán đổi vị trí màu và nét cho nhau. Ở đây. Cách hoán đổi vị trí màu và nét cho nhau. Thì lúc này chúng ta đang có màu tím và phần thứ hai là chúng ta đang có một cái nét màu vàng. Thì chúng ta có thể ấn vào công cụ là Shift X. Shift X chúng ta sẽ đảo màu cho nhau. Vậy thì lúc này màu đối tượng là màu vàng và nét của đối tượng chính là màu tím. Em hiểu cái này chưa đã? Ok, thử nhá. Ok, Shift X này. Anh sẽ ấn rất nhanh để chậm. Bởi vì được. Trong một số trường hợp mình làm rất là ổn với cái việc này, bắt buộc phải dùng chiêu thức này thì nó mới đủ nhanh được. Ok. Rồi, phần thứ hai. Trong quy trình khi thiết kế thì đôi lúc chúng ta cũng phải bỏ màu chỉ dùng viền thôi. Và đôi lúc cũng là ngược lại, là chúng ta sẽ phải mất viền và chỉ dùng màu thôi. Thì lúc này em nhìn này, để muốn tác động vào màu, nhìn không? Muốn mất màu thì phải chọn vào màu đúng không ạ? Thì em ấn cái biểu tượng gạch chéo, em nhìn thấy chỗ này gạch chéo chưa? Đấy, thì ấn vào đây thì tự khắc nó mất màu, chỉ còn viền thôi. Ok, các chân xét lại, bây giờ tôi muốn mất viền thì tôi phải chọn vào đâu? Chọn viền. Ok, và lại mất, là vậy thì cái công cụ này nó sử dụng cho cả hai. Em hiểu bản chất của cái này chưa? Rồi, tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái việc tiếp theo, đó là học về cách copy. Em ghi đi, cách copy như sau. Nào, để muốn copy ảnh đúng không anh? Không, cứ gọi là copy đối tượng nhỉ. Cái ảnh cũng là một cái đối tượng. Cái một cái vector mà chúng ta vẽ ra cũng là một đối tượng, chữ cũng là một đối tượng, nên là chúng ta học về cái cách copy đối tượng. MVD. Để muốn copy một đối tượng chúng ta sẽ dùng lệnh như sau, đó là Ctrl C và Ctrl V. Có biết Ctrl C, Ctrl V không? Lệnh đấy không cần học cũng biết, đúng chưa? Ok. Em thấy chưa? Chúng ta sẽ kéo ra một cái hình mới này. Ctrl C, Ctrl V là biết rồi đúng không? Ok. Kích vào đối tượng đúng không? Đúng rồi, phải kích vào đối tượng thì mới nó copy. Chứ em không kích đối tượng làm sao nó hiểu em, là bảo mày copy đi thì nó copy làm sao được. Đúng không? Chính xác. Rồi, chúng ta dùng lệnh là Ctrl C và Ctrl V. Được chưa? Được. Cách copy thứ hai là chúng ta chọn vào biểu tượng đó và đẩy đối tượng sang phải, kéo đối tượng sang phải này. Nhìn này, chọn đối tượng nhá, giữ phím An. Đẩy đối tượng sang phải là cách copy. Đẩy đối tượng sang trái cũng là cách copy. Đẩy đối tượng lên trên cũng là cách copy. Và đẩy đối tượng xuống dưới cũng là cách copy. Ok. Rồi, nhấn giữ phím An. Rồi, đúng rồi, giữ chặt nhá. Rồi kéo đối tượng sang phải, sang trái, lên trên và xuống dưới. Tại sao anh phải nói sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới? Để cho em biết rằng là chúng ta có thể copy nhiều hướng khác nhau, chứ không phải là một hướng. Anh cũng chia sẻ thật sự là có nhiều bạn thì cũng học rất là máy móc. Có nghĩa thế anh Khánh mà đẩy sang phải thì cũng chỉ đẩy sang phải thôi mà không bao giờ sang trái. Đấy là câu chuyện thật sự đã có. Okay. Rồi, xong hiểu cách copy nhá. Rồi, tiếp theo.
Nhưng cách copy nhiều nhất trong Inut thì người ta làm như sau. Em ghi đi, cách copy nhiều nhất trong Inut. À, đó là chúng ta dùng lệnh là Ctrl C là copy và Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Có nghĩa là em chọn đối tượng nào thì đối tượng ấy sẽ là đối tượng nằm gốc. Em hiểu chưa? Bởi vì sau này trong cái thiết kế chúng ta có rất nhiều đối tượng. Vậy thì chúng ta chọn đối tượng nào thì đối tượng đấy gọi là đối tượng nằm gốc. Và chúng ta ấn vào Ctrl C là copy và Ctrl F thì nó lại copy lên trên đối tượng gốc, cũng nằm phía trên đấy. Ok. Ctrl C là copy, Ctrl F là paste, paste lên trên nhưng lại lên trên đối tượng gốc. Nhưng cái đối tượng gốc mới là đối tượng em chọn. Em hiểu không? Ví dụ trong trường hợp này chỉ có một đối tượng thôi thì anh chọn cái đối tượng này. Okay. Đối tượng nằm gốc thì anh ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F xong thì anh sẽ đổ cho em xem một cái màu thì em sẽ thấy một điều xảy ra, đó là cái màu dưới chúng ta biến mất bởi vì là copy nó lên phía trên. Ok? Thì em nhìn này. Tại vì copy thì cái hình đấy nó sẽ đứng lên phía trên, nên khi em đổ màu thì không phải nó thành màu vàng à. Em nhìn chưa? Và sau khi thành màu vàng thì anh kéo này ra thì có phải nhìn thấy cái màu tím ở dưới không? Đúng chưa? Hiểu phần đấy chưa đã? Em hiểu rồi nhưng mà okay. đang làm chưa được đấy. Nhìn nha. Dạ. Nhìn đây đây. Ctrl C. Rồi. Của em là con bằng C. Em biết đúng rồi. Ctrl C. Được chưa? Ctrl F. Rồi. Thấy chưa? Bây giờ mới đổ màu. Em không chọn nó thì làm sao mà làm được? Em phải chọn vào nó. Chưa đổ màu lên nó đúng không? Đúng rồi, đổ màu chưa? Đổ thì ok, rồi kéo nó ra thử xem nó có đúng không? Nó có hai đối tượng à? Yeah. Ok. Tiếp theo, vậy thì cái lệnh nó nằm ở đâu? Nó nằm ở phần Edit. Em có nhìn thấy Ctrl C là copy không? Edit. Rồi. Có phải copy đây không? Ctrl C là copy. Vâng. Và phần thứ hai là Ctrl F là paste lên phía trên. Rồi. Rồi, nhìn đoạn này chưa? Đấy. Hiểu cái này rồi không ạ? Bây giờ lệnh thứ hai copy cũng nhiều nhất, cũng nhiều tương đối so với trong Inut thì người ta dùng lệnh là Ctrl C là copy và Ctrl B bò là copy xuống phía dưới đối tượng gốc. Nó có hai loại copy nhá. Một là copy lên trên, hai là copy xuống phía dưới nhưng nó lại vẫn là đối tượng gốc làm chính nhá. Rồi, xong chưa? Bây giờ thử nhá. Ctrl C là copy và Ctrl B bò là copy xuống phía dưới thì lúc này anh đổ một cái màu vàng cho em xem này. Rồi. Em có nhìn thấy gì xảy ra không? Nó vẫn còn nguyên màu tím. Vì sao? Mình đổ xuống cái gốc của mình. Ok, đổ xuống phía dưới đúng không? Ok, vậy thì lúc này cầm màu tím kéo ra thì có phải nhìn thấy cái màu vàng không? Ok, để em thử. Pick của nó này, Ctrl C này, Ctrl B này. Yeah. Chọn màu xanh này. Cả này là chọn biển. Màu xanh. Đó, được không? Rồi, vậy thì em hiểu về cách copy rồi đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục một giá trị tiếp theo. Đó là chúng ta học về công cụ đầu tiên. Em ghi đi, công cụ đầu tiên như sau. Công cụ đầu tiên chính là công cụ phím V. Là phím V. Công cụ phím V đây, em nhìn này, Select Tool à, nó biểu tượng cho chuột đen. Vì. Nhìn chuột đen chưa? Select Tool. Bởi vì nó màu đen, rất là đơn giản như vậy thôi. Vậy thì cái công cụ này có tính năng gì? Cộng đầu dòng đầu tiên có tính năng thoát và dứt cái lệnh mà em đang làm. Nha. Công cụ phím V có tính năng thoát và dứt cái lệnh mà em đang làm. Lệnh đang thực hiện. Rồi, tính năng thứ hai là sẽ có tác dụng, đó là dịch chuyển hay được gọi là di chuyển đối tượng sang phải, sang trái, lên trên và xuống dưới. Ok. Ok. Ok, tính năng thứ ba của đối tượng là cái tính năng thứ ba của công cụ phim V, nó có tính năng thay đổi kích thước của cái đối tượng mình chọn. Có thể là cao, có thể là thấp, có thể là rộng, có thể là hẹp. Thay đổi kích thước, được chưa? Đối tượng. Rồi.
Rồi, tính năng cuối cùng của công cụ phim V là khi ra góc của biểu tượng, chúng ta có thể xoay được biểu tượng theo ý đồ của chúng ta. Là dùng để xoay biểu tượng. Đúng rồi, khi ra góc, được chưa? Xoay. Xoay đối tượng ấy có nghĩa là nó không nằm ngang nữa mà nó có thể xoay nghiêng đi theo ý đồ của mình, đúng không? Rồi, sau khi mà em ghi xong thì em nhìn lên màn hình và chúng ta bắt đầu nhá, nhìn này. Anh sẽ dùng cái hình vuông, anh vẽ ra cái hình như này. Thì em có thấy là khi tôi vẽ ra như này thì chắc chắn là chúng ta phải dịch chuyển đối tượng sang phải sang trái, bởi vì là làm gì có đổi chuyện mà chúng ta vẽ phát ăn ngay được, đúng không? Thì bây giờ em chưa dứt lệnh, em cầm em kéo đối tượng sang phải thì tự nhiên nó vẽ ra một hình mới, thì đúng. Chắc chắn là cái lệnh đầu tiên phải là thoát và dứt lệnh bằng công cụ phim V đã. Đấy. Ok. Rồi, tiếp theo nhá. Vậy thì cái công cụ phim V khi tôi chọn vào nó thì ở đây nó sẽ có các đầu điểm chốt như sau. Ở đây có 1 điểm. Rồi. Ở đây có 2 điểm. Ở đây có 3 điểm. Ở đây có 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm, có 8 điểm. Có 8 đầu điểm này sẽ tương ứng với cái giá trị của các bạn có thể là kéo sang phải được không? Thay đổi kích thước mà. Rồi, kéo sang trái được không? Kéo sang trái được không? Và kéo sang phải được không? Kéo lên trên được không? Và kéo xuống dưới được không? Kéo xuống dưới được không? Và kéo lên trên được không? Ok, hiểu cái thay đổi kích thước chưa? Rồi. Nhưng khi ra góc của cái chỗ này này, nó ra góc có hai loại. Ra góc này thì gọi là được xoay, là cái tính năng cuối cùng. Còn ra góc này là có thể thay đổi được hai chiều đối tượng. Em thấy hai chiều chưa? Rồi. Ok, vậy thì trong quy trình khi thay đổi hai chiều này thì sau này những đối tượng này có thể là chữ, có thể là hình ảnh. Thì nguyên tắc của chữ và hình ảnh thì phải giữ thêm phím Shift và phím Alt. Tại sao thế? Bởi vì là khi chúng ta phóng to thu nhỏ ảnh thì ảnh nó phải theo tỷ lệ đồng dạng, chứ nó không nó sẽ bị méo. Vâng. Ok, thì chúng ta phải giữ Shift như này này. Là đồng dạng, Alt là đồng tâm, Shift Alt là đồng dạng, đồng tâm. À, thế à. Ok. Ghi lại đi. Kéo ảnh. Đúng rồi. Hoặc chữ. Đúng rồi. Phải giữ Shift và Alt. Rồi. Được chưa? Giữ Shift này, kéo vào đây. Giữ Alt, kéo vào đây. Shift Alt là đồng dạng và đồng tâm. Ok. Xong rồi này chưa? Rồi. Rồi nha. Bây giờ chúng ta làm thiết kế luôn. Ok. Bài tập đầu tiên mà anh sẽ dạy cho em đó là thiết kế background. Em ghi đi, thiết kế background như sau. Thiết kế background. Tại sao thiết kế background? Bởi vì là khi mà chúng ta làm bất cứ một cái ấn phẩm hay thiết kế cái gì đó thì cái background là một trong những giá trị cực kỳ quan trọng. Nó sẽ có giá trị tôn sản phẩm lên, đúng không ạ? Lớp nền mà, đúng không? Vậy thì chúng ta thiết kế đấy thì nó chủ yếu có thể là dụng cái nền của nó, có thể là màu bền, nó có thể là ảnh, nó có thể là một cái chất liệu nào đó mà em mong muốn, đúng không ạ? Thì em nhìn này, vậy thì đối với cái màu bền thì chúng ta sẽ làm như sau. Em nhìn này, Ctrl C và Ctrl F là copy lên trên, đúng không? Đúng rồi. Rồi Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên. Vậy thì sau khi copy lên trên này, anh có thể cầm đối tượng từ dưới này kéo lên trên được không ạ? Cầm như này được không em? Được. Và sau khi kéo lên như này thì em có nhận xét là có phải hai cái này trùng màu nhau không? Đúng rồi. Ok, vậy thì anh có thể thay đổi màu được không ạ? Được. Ok, vậy lúc này anh sẽ chọn là một cái màu đó là màu đậm. Em nhìn màu đậm chưa? Rồi. Và anh lại nhắc lại bài cũ của chúng ta một tí là trong quy trình khi thiết kế người ta cần nhất về sắc độ. Sắc độ là gì? Là đậm, là trung gian và là sáng. Tỷ lệ là gì? Là to, vừa và bé. Thì em có thấy ở đây nó đang có sắc độ không? Sắc độ đậm, sắc độ sáng, tỷ lệ to và tỷ lệ bé. Vậy thì mỗi thứ đang thiếu một thứ, đúng không em? Ok, vậy thì em nhìn này à, cái này có giống cái phong bì không? Vâng. Đúng chưa? Đúng rồi. Ok, và tại sao anh lại kéo từ dưới lên trên nhỉ? Vậy thì cái này có thể đặt logo và tên công ty đây được không? Ở chỗ này sẽ là chức danh và địa chỉ điện thoại email được không? Thì cái này có thể là làm các visit được không em? Ok, hiểu cái này chưa đã? Rồi, như này nha. Tiếp theo, phóng to một tí. Cái đối tượng của tôi vẽ ra như này, tôi có thể chọn vào nó. Vậy đây là đối tượng gốc đúng không ạ? Anh muốn copy xuống dưới thì người ta dùng lệnh gì ạ? Ctrl-B. Rồi, Ctrl-C là copy và Ctrl-B là copy xuống dưới. Em để ý lên màn hình này. Sau khi copy xuống dưới xong thì anh sẽ cầm đối tượng này anh kéo xuống phía dưới một tí xíu, một tí thôi, thì hai cái hình này sẽ bằng nhau.
Đúng không? Có nghĩa là giống nhau về màu à. Nhưng hình dưới to hơn hình trên rồi. Thì lúc này anh sẽ chọn một cái màu như này. Ok. Vậy đây đây gọi là sự chuyển sắc trong thiết kế. Ở đây nó có to, ở đây nó có vừa, ở đây nó có nhỏ. Ở đây nó có đậm, ở đây có trung gian và ở đây có sáng. Vậy thì em thấy là khi một thiết kế của chúng ta phải hoàn thiện giá trị nào, phải có đầy đủ tiêu chí như vậy, thì chúng ta đạt ở mức độ đó là ổn định. Chứ chưa nói là sáng tạo nha nha. Hiểu cái này chưa đã? Ok. Vậy thì cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ copy ra phiên bản thứ hai. Bởi vì khi em làm cho một sản phẩm cho khách hàng thì khách hàng sẽ không bao giờ đồng ý ngay được. Nên em phải làm nhiều phương án và nhiều cách khác nhau. Tôi cho chọn đối tượng này, giữ phím men, kéo đối tượng sang phải. Có phải đây là copy sang phải không ạ? Giữ phím men, kéo sang phải đúng không em? Ok. Lúc này anh có thể dùng lệnh là Ctrl C, Ctrl F được không ạ? Là lên trên. Lúc này anh sẽ kéo đối tượng đó ra một cái màu. Và anh kéo từ trái qua phải được nhanh không ạ? Và anh chọn cái tỷ lệ là 1/3. 1/3 là một trong những tỷ lệ vàng trong thiết kế. 2/3 là tỷ lệ vàng. Vậy thì anh cũng có một cái hình như này. Anh được quyền chọn cái hình này, anh nhấn vào. Làm thế nào để copy xuống dưới ạ? Ctrl C, Ctrl B. Rồi, Ctrl C, Ctrl B thì anh kéo luôn ra bên ngoài nhảy. Và chúng ta sẽ chọn một cái màu sáng hơn. Thì lúc này em có thấy là ở đây nó có một giá trị thứ hai. Logo đặt đây, tên công ty đặt đây, chức danh, địa chỉ điện thoại đặt đây được không ạ? Ok, vậy thì chúng ta có phương án số 2. Cũng chỉ là cái cách thức mà chúng ta thay đổi về mặt kích thước của copy thôi. Đúng không? Vậy thì em có đồng ý với anh nào? Lúc này người ta có rất nhiều cách để mà thể hiện. Đúng không? Chúng ta sẽ chọn đối tượng này, tiếp tục giữ phím men, copy xuống dưới một lần nữa. Nhưng lúc này anh thay đổi khẩu vị, chúng ta có thể chọn màu nâu đậm. Đúng không? À. Nào, để muốn copy lên trên người ta dùng lệnh gì ạ? Ctrl C và Ctrl F. Rồi, Ctrl C và Ctrl F. Anh đẩy từ trái qua phải với một tỷ lệ như này. Và anh chọn cho nó một cái màu, đó là màu sáng hơn. Thì em có nhìn thấy anh màu sáng hơn không? Và anh định lấy cái đối tượng này nằm nền của sản phẩm. Vậy thì nguyên tắc của nền thì không bao giờ được lấn át hình chính, nên là cái nền nó phải mờ thôi. Được nhá. Thì trong cái inút của chúng ta nó có một cái lệnh rất là hay. Đó là lệnh opacity. Opacity chính là lệnh trong mờ. Giống như em nhìn qua một lớp kính này ạ. 100% là không có nhìn, không nhìn xuyên được. Nhưng mà 80% thì nhìn hơi mờ mờ. Ok, càng thông số thấp thì làm xem sao sẽ cực kỳ mờ. Vậy trong trường hợp này anh sẽ gõ cho em xem tích của đối tượng. Anh gõ vào đây rơi tầm 20. Em thấy nó mờ không? Được chưa? Anh đã có một đối tượng rồi, anh chọn đối tượng này. Anh giữ phím Alt kéo sang phải là cách copy đúng không em? Đây ạ. Và trong quy trình khi kéo sang phải để muốn chính xác hơn thì anh giữ thêm phím Shift là thẳng hàng. Phím An kéo sang phải là copy, Shift là thẳng hàng, An Shift là copy thẳng hàng sang bên tay phải. Được chưa? Bung tay ra em có được đối tượng số 2. Và sau khi đã có đối tượng số 2 thì chúng ta sẽ học một cái lệnh nữa là tổ hợp phím, đó là Ctrl D. Ctrl D chính là lặp lại cái lệnh em vừa làm. Cái lệnh em vừa làm là gì? Là cách copy sang bên tay phải. Thì em sẽ dùng lệnh Ctrl D, ok. Cái này làm cho cà phê và bánh mì nó ra chất đúng không? Bởi vì làm sao? Chúng ta chỉ cần chọn màu thôi đã đủ lắm rồi đấy ạ. Ok. À, và cũng tương tự như vậy thì em sẽ copy cái hình này xuống phía dưới. Và em lại chọn cho nó một cái màu. Chúng ta ấn vào Ctrl C, Ctrl F là đẩy từ dưới lên trên. Và anh cũng chọn một cái màu. Và anh cũng opacity bằng 20. Cái này là copy từ trên xuống dưới, cái này từ trái qua phải để mình quen với cái công cụ đó. Giữ phím Alt là copy, giữ Shift là thẳng hàng, Alt Shift là copy thẳng hàng xuống dưới. Chúng ta dùng lệnh là Ctrl D. 1 2 3 4, 4 phương án rồi đấy. Nhưng lúc này chỉ là background thôi. Vậy thì cái các widget của chúng ta cũng có thể là cái gì? Là cái thứ chúng ta trình bày, nhưng cũng có thể là một cái background em đặt một cái logo thôi. Cái này có thể là trở thành cái các visit nha. Anh sẽ đặt một cái logo về ăn uống bánh mì vào đây, nó sẽ rất hợp lý. Em hiểu cái này chưa đã? Ok, tiếp theo. Anh có phương án tiếp theo, đó là anh chọn một cái màu nào đó. Được chưa? Với cái màu này anh sẽ phóng to ra một tí.
không to góc độ này. Chúng ta có thể dùng công cụ set và quét qua cái vị trí mà em cần mong muốn để cho nó to. Ấn vào Ctrl trừ này để thu nhỏ. Z phóng to. Em hiểu cái phần này chưa đã? Dùng công cụ Z để quét qua vị trí mình mong muốn là phóng to lên. Công cụ Z là công cụ là ấn phím Z này. Đúng rồi, là chính là Z. Chính là nó. Được chưa? Thì lúc này anh Khánh sẽ mượn một cái công cụ hình vuông. Thì em nhìn hình vuông của anh chưa? Anh sẽ vẽ một cái biểu tượng rất là đơn giản như này thôi. Như này, anh sẽ vẽ vào đây. Anh giữ shift để cho nó trở thành hình vuông. Em nhìn hình này chưa? Và cái hình này giống hệt màu nhau thì nó không ok. Nên anh chọn màu trắng cho em dễ nhìn hơn. Được chưa? Em có nhìn cái màu trắng của anh chưa? Rồi. Bây giờ anh được quyền copy cái màu trắng này sang bên tay phải được không? Rồi, giữ phím an, kéo sang phải, giữ shift để cho thẳng hàng. Thì như này, sau khi copy xong, anh sẽ gõ vào đây là 80. Thì em có thấy độ nó sẽ giảm đi một độ. Ok, giữ phím an này, kéo xuống đây một tí nữa thì em sẽ có hai cái này độ giống nhau. Được chưa? Rồi, tiếp theo, chọn đối tượng này, giữ phím an, đẩy sang phải chúng ta một tí nữa thì chúng ta gõ vào đây là 60. Thấy giảm độ không ạ? Giữ phím an, kéo theo chiều chéo và giữ shift cho thẳng hàng. Thì em có thấy vừa rồi anh vừa giữ phím an kéo theo chiều chéo được không? Anh có thể dùng lệnh Ctrl D lặp lại cái lệnh em vừa làm không? Được. Ok, Ctrl D. Đúng chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chọn đối tượng này, chúng ta giữ phím xuống dưới. Ok, thì cái này em sẽ gõ vào 40. Giữ phím an đẩy lên trên. Ctrl D được không? Rồi, tiếp theo em sẽ chọn giữ phím an đẩy sang bên tay phải. Chúng ta gõ 20. À, giữ phím an kéo vào đây. Ctrl D. Rồi, tiếp theo giữ phím an kéo vào đây. Chúng ta sẽ chọn là 10. Giữ phím an 10, quên mất, nó lại không. Nào, giữ phím an kéo theo chiều chéo này và Ctrl D được không? Em nhìn đi ạ. Với cách này em sẽ tạo ra một sự chuyển độ cho đối tượng. Có nghĩa là mình nhìn mình còn thấy sao xuyến với những khách hàng thì khách hàng nó thích, rất thích sự chuyển độ. Nên em phải nhớ một điều rằng bao giờ nó cũng... Vậy thì cái này bản chất nó tạo ra sắc độ là sáng này, trung gian này, đậm và đậm dần này. Đấy chưa? Và lúc này để muốn học được là chọn tất cả những đối tượng thì em có đồng ý với anh, anh chọn vào đây. Giữ shift chọn vào đây là chọn từ hai đối tượng. Giữ shift là chọn thêm, nhưng giữ shift em nhìn này, anh chọn đang chọn lên đây đúng không ạ? Vâng. Giữ shift anh tích thêm lần nữa thì cũng là loại trừ. Shift là cộng nhưng mà shift cũng là trừ nếu mà chúng ta tích thêm một lần nữa. Ok, vậy thì trong trường hợp này thì có phải là nếu mà anh quét cho toàn bộ nhà thì có phải là anh chọn tất cả không ạ? Đúng rồi. Vậy thì bây giờ anh có thể chọn thêm cái này này không ạ? Bây giờ anh giữ shift anh thêm tích vào đây một lần nữa thì có phải loại ông này ra không ạ? Đúng rồi. Ok, tích này, em nhìn nhé. Thì có phải anh chọn tất cả những ông này bên trong không? Bởi vì ông này đang to quá nên anh phải thu nhỏ bằng công cụ shift. Ok. Rồi. Như này trông ổn hơn đúng không ạ? Ok, Z phóng to. Lúc này chúng ta lại tiếp tục một giá trị nữa là cầm đối tượng đó kéo đối tượng xuống dưới. Và cái này anh gõ về phím 5. Phím 5 là chuẩn nhất rồi. Giữ phím N đẩy lên trên đây. Ctrl D. Ok, và lúc này em sẽ thấy là anh đã trang trí ở một góc của một sản phẩm, một cái background. Cũng chỉ là cái cách ứng dụng thôi. Em hiểu cái này chưa? Yeah, rồi, tiếp theo chúng ta lại làm ra một phương án khác. Làm thiết kế thì không bao giờ được thiếu về bố cục. Bố cục em luôn luôn phải rất là dồi dào. Ok, lúc này chúng ta sẽ có một giá trị như sau là Ctrl C, Ctrl F đẩy từ dưới lên trên. Đẩy từ trên xuống dưới. Và chọn cho nó một cái màu trắng. Được chưa? Thì cái này em sẽ chọn cho nó giá trị là 20. Được không ạ? Rồi cũng tương tự như vậy, Ctrl C, Ctrl F chúng ta đẩy từ trái qua phải. Cũng là một cái màu trắng và tôi gõ vào 20. Em nhìn này chưa? Và với cái hình như này thì em có thấy là chúng ta vẫn đặt được logo đây không ạ? Nhưng cái này có thể là làm giấy gói quà. Ok, nó rất là hợp cái phong cách đấy. Thì có nghĩa là mình sáng tạo với những cái thứ mà mình đang có. Em hỏi đi, cái 20% đấy của là 20% của cái trắng đúng không? Đúng rồi, 20% của cái trắng này. Nó giảm độ đến 20%, còn 10 thì nó sẽ là còn trông nó mờ nữa. À,
Ok, thì cái này nó để cho em thiết kế mà. Ok, cũng tương tự như vậy, với cái hình này người ta có thể sáng tạo như sau là Ctrl C, Ctrl F thì có phải lên trên không ạ? Thì lúc em kéo đây thì em sẽ có một cái hình và em dịch chuyển cái hình này sang bên tịch phải. Em nhìn chưa? Em biết tại sao nó có đấy, bởi vì khi có đấy nó sẽ có sự so sánh giữa to và nhỏ thì cái hình của chúng ta sẽ vui. À, và trong thiết kế thì nó có ngang và phải có dọc để nó phá thì cái định dạng mắt của chúng ta nhìn từ trái qua phải và lên trên xuống dưới thì nó sẽ vui hơn. Kệ dẫn phim em. Em kéo sang bên này. Em nhìn nhá, nó rất là chỉnh chu, đúng không ạ? Bởi vì sao? Nó có cái nét đấy. Nếu không có nét đừng có nói chuyện. Đúng không ạ? Ok. Rồi, sau khi đã làm xong thì em sẽ thấy là anh sẽ nhìn được 1, 2, 3, 4, 5, 6, ít nhất phải có 6 sản phẩm xảy ra trong cái background đó rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ học đến cái cách là thiết kế về banner. Em ghi đi, cách thiết kế banner như sau. Để muốn thiết kế một cái banner thì em cứ công nhận với anh là cái banner nó hình gì. Bây giờ chưa có kích thước nha. Anh chưa vội đến kích thước. Ok, là chữ nhật. Thì vậy đi, bây giờ chúng ta cũng làm như bình thường thôi. Ví dụ anh vẽ một cái chữ nhật này được không ạ? Vậy cái hình này nó có giống một cái biển quảng cáo không em? Nó có giống cái biển của một cái cửa hàng không? Đó. Nó có giống cái backdrop mà chúng ta đang làm không? Đó. Đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta xoay dọc nó ra thì nó có giống băng rôn và standy không? Đó. Đấy thì cái bản chất của chúng ta khi tư duy hình này chúng ta phải hiểu, đúng không? Đó. Ok, và lúc này anh sẽ chọn về một giá trị sản phẩm là về đồ ăn chẳng hạn. Đồ ăn, đồ uống thì anh sẽ chọn một cái tông màu là đỏ đun. Ok, thì lúc này tất nhiên là anh phải đổ màu rồi. Mà đổ màu thì chắc chắn anh sẽ chọn cái màu nó đỏ đun như này. Ok. Nhìn cái màu của anh chưa? Và sau khi đã có màu xong thì bây giờ anh sẽ rộng nó một tí, bắt đầu anh làm gì này. Nào, ấn vào Ctrl Shift H để toàn bộ cái background của em full toàn bộ trắng. Ctrl Shift H. Đúng rồi. Nào lúc này em sẽ có một giá trị như sau. Vâng, Ctrl Shift H. Là sẽ cái background chúng ta sẽ full toàn bộ là màu trắng. Đấy chứ. Tức là đấy, tức là nó như này nha, Ctrl Shift H. Vâng. Bình thường nó chỉ trong khổ giấy này thôi, vâng. Nhưng làm full lên như thế để chúng ta nhìn cho thoáng đãng. À đây rồi, đúng rồi. Ok. Được rồi nhá. Chọn một cái màu nó phù hợp với cái ngành nghề mình đang chọn. Và tại sao cái màu đấy lại phù hợp với cái gì thì chúng ta phải nghiên cứu. Ví dụ như cái mà em đang làm nó quên về cái việc công nghệ chẳng hạn, em có thể chọn màu xanh. Nhưng mà Tết thì tôi có thể chọn màu vàng để nó ấm hơn chứ không nhất thiết phải màu xanh, đúng không ạ? Thì đấy là sự giải thích của em nhá. Ok, chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl F là copy lên phía trên đối tượng gốc. Thì có phải anh sẽ kéo vào đây với tỷ lệ 1/3 này như này không ạ? Em nhìn lên chỗ này của anh chưa? Áng thôi nha, đừng có chính xác quá, để kinh quá. Xong chưa? Rồi. Sau khi làm xong em sẽ chọn cho anh một cái màu đó gọi là màu trắng. Nhìn màu trắng chưa? Rồi. Và lúc này anh sẽ ấn vào lệnh là Ctrl C và Ctrl B bò. Ctrl C, Ctrl B bò là copy gì? Xuống dưới. Ok, vậy thì xuống dưới, thường thường những đối tượng dưới xuống dưới thì thường thường nó to hơn, đúng không ạ? Thì phải kéo sang bên phải, kéo to ra ngoài mà. Em nhìn này, cầm này, kéo ra ngoài. Ok. Và hai cái này nó giống bằng nhau. Được. Nên anh sẽ gõ vào đây giá trị đầu tiên là 50. Ok, 50 là opacity 50 đấy. Tiếp theo em sẽ ấn vào đây lại Ctrl C và Ctrl B tiếp theo một lần nữa thì em lại đẩy đối tượng sang phải lần nữa. Và em gõ vào đây là 30. Em nhìn nhé, thì sắc độ sẽ rất là chuẩn. Vậy thì ở đây nó có đậm, có trung gian, có sáng và nơi sáng nhất sẽ là nơi chứa cái hình ảnh của chúng ta. Đúng không? Thì em phải để ý này. Khi làm thiết kế thì tất cả những cái sản phẩm chúng ta làm đều có một cái giá trị như sau. Muốn đạt được mức độ an toàn thường thường nó sẽ có viền trắng. Có nghĩa là nó khi mà có viền trắng hoặc viền sáng màu thì nó sẽ rất là sắc nét. Nó sắc nét. Thì như vậy thì cái hình ảnh của em làm sẽ rất là đẹp. Em hiểu cái này chưa? Yeah. Ok. Thì bây giờ anh sẽ ví dụ cho em xem nhá. Và để muốn làm ra cái viền trắng ấy thì anh sẽ chọn đối tượng này, em nhìn này. Đối tượng này đối tượng trên cùng đúng không? Vâng. Anh nhấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F là gì? Lên trên. Lên trên. Anh đổ một cái màu được không ạ?
Thì khi đổ màu này, hai cái này có bằng nhau không em? Copy lên trên chưa có làm gì hết thì có phải nó bằng nhau? Vậy thì anh kéo từ từ đối tượng phải qua trái này thì có phải nó sẽ lộ ra cái trắng ở dưới không? Em nhìn lên lộ trắng nhỉ? Vậy thì cái đây gọi là cái viền trắng này. Và em phải luôn luôn tạo. Vậy những đối tượng nào mà được lên trên thường thường nó nhỏ lại. Em thấy em có thấy cái hình này bị nhỏ lại so với hình dưới không? Ok. Thì em nhìn này, lúc này chúng ta sẽ nhét ảnh vào đây được không ạ? Và bên này chúng ta sẽ đặt text được không ạ? Vậy thì đây là một trong những bố cục rất là cơ bản, đó là ảnh một bên và text một bên. Và cái text này ở đây cũng có nguyên tắc như sau, đó là khi đặt trên nền đậm thì text phải màu sáng và ngược lại. Ok. Vậy lúc này anh sẽ làm cho em thao tác nhé. Em chọn là file và chọn vào plate là cách đưa hình ảnh vào trong Inode. Đây là bài 1 anh đã chia sẻ cho em rồi, em có thể ghi lại. Được chưa? Thì em nhìn này. Lúc này chúng ta sẽ có một cái thao tác như sau, là chúng ta chọn một cái hình ảnh nào đó. Ok. Và cái hình ảnh này em sẽ để ở ổ E. Ở đây. Em có thể chọn cái gì cũng được, không nhất thiết phải, có nghĩa em có ảnh thì càng tốt nhá. Còn anh thì đây, anh sẽ có một cái biểu tượng như sau. Anh sẽ chọn vào một cái sản phẩm. Ok. Anh sẽ chọn vào một cái ảnh mẹ. Đây, và lúc này anh sẽ làm với một cái sản phẩm rượu nho. Em nhìn rượu chưa? Rồi. Ok, anh ấn vào nhá. Nhìn này, ấn play. Thì có phải là sau khi mà ấn vào play thì nó sẽ ra một cái ảnh như này cho em? Nhìn này. Đúng rồi. Thì nguyên tắc của cái việc ảnh này thì em cố gắng làm sao kéo, đừng có tích một phát vào nhá. Đừng có tích nhá. Tích vào nó sẽ to đùng, em phải mất công em thu nhỏ này. Vâng. Em phải nhìn này, anh kéo này. Kéo cố gắng làm sao bằng chiều cao của phần thiết kế của chúng ta để đỡ mất công. Kéo bằng chiều cao nhá. Đỡ vì resize đúng không? Đúng rồi, đỡ vì resize. Chính xác. Xong chưa em? Rồi. Rồi. À, sau khi mà đã kéo được phần chiều cao xong tất cả cái thứ đó rồi thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác như sau nữa nè. À, nguyên tắc để muốn cho ảnh chui vào cái khung mà vừa rồi mình định vị ấy, là màu xanh ấy, thì cái ảnh phải nằm dưới tất cả. Thì anh sẽ nói luôn về cái cách thức cho em. Đó là cách để mà cho đối tượng nằm dưới tất cả, chúng ta dùng lệnh là Ctrl Shift hoặc vuông về tay trái. Ok, em ghi đi. Cách làm cho đối tượng nằm xuống dưới tất cả, chúng ta dùng lệnh là Ctrl Shift hoặc vuông về tay trái. Ctrl Shift hoặc vuông về tay trái là xuống dưới tất cả. Còn Ctrl Shift hoặc vuông về tay phải là lên gì? Lên trên tất cả. Ok, hiểu rồi. Từ từ để em xem cái hoặc vuông về trái là làm vị trí nào. Để dùng em. Đây. Thế cuối cùng đã tìm này. Được chưa em? Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái là xuống dưới tất cả, và Ctrl Shift hoặc vuông bên tay phải là lên trên tất cả. Ctrl hoặc vuông bên tay trái là xuống dưới một đối tượng thôi. Có nghĩa Ctrl Shift thì là Ctrl Shift là lên trên tất cả, xuống dưới tất cả, nhưng bây giờ chúng ta ấn vào Ctrl thôi. Thì nó chỉ lên trên và xuống dưới Ctrl một đối tượng. Ctrl hoặc vuông thôi đúng không? Đúng rồi, là lên trên xuống dưới một đối tượng. Thì nó tùy thuộc cơ bên trái và bên phải của em. Ok. Trên xuống dưới một đối tượng. Đúng rồi. Xong chưa? Rồi tiếp nhá, nhìn này. Vậy thì cho xuống dưới tất cả được chưa? Cho em nhìn này, xuống dưới chưa? Chịu, nó xuống rồi. Thì bây giờ đúng có vậy. Phải là cách điều kiện mà ảnh muốn chui vào thì ảnh phải xuống dưới chưa? Đã. Vậy điều kiện đủ chưa đã? Em nhìn đủ chưa? Đã. Rồi nhá, bây giờ nhìn này. Để muốn cho nó chui vào đối tượng nào đó thì chúng ta chọn bước 1 là chọn vào hình. Bước 2 giữ Shift chọn vào đối tượng. Nhìn chỉ là đối tượng chưa? Có nghĩa là em muốn chui vào cái thằng màu xanh thì em phải chọn vào màu xanh. Được. Sau đó em giữ Shift, em chọn tới cái miếng hình ở dưới. Được. Thì phải chọn hai thằng đấy làm việc với nhau đấy, ok đúng không? Được. Thì người ta sẽ làm một thao tác như sau, là chọn vào Object,
chọn vào clip pin mắc và chọn vào Ctrl số 7. Ctrl số 7 là cách cho ảnh chui vào một hình. Nhưng với điều kiện em phải chọn được hai đối tượng đó. Ok, em ghi đi. Cách cho vào, cho một tấm ảnh chui vào một đối tượng hình thì cái ảnh của chúng ta là phải làm sao? Nằm dưới. Và thứ hai, chúng ta phải chọn hai đối tượng đó làm việc với nhau. Sau đó chúng ta chọn vào Object, chúng ta chọn vào Clip Mask, chọn vào Ctrl số 7. Được chưa? Ấn thử nhá. Nhìn này. Em nhìn cái ảnh nó chui vào đây chưa? Vậy thì sau khi nó chui vào đây thì em có thấy nó bị lệch không? Được chưa? Vậy thì em mới ghi được cách nào. Cách điều chỉnh hình ảnh đã được chui vào. Bước 1. Em ghi bước 1. Tích đúp vào biểu tượng đó. Tích đúp mà tích mấy lần em? Ok, tích đúp thôi. Nhìn này. Em nhìn này, cái khung của chúng ta đang rất là trong trẻo, chúng ta tích đúp một cái thì em có thấy là chui bên trong nó mờ không? Nó đang báo hiệu cho em biết là tôi đã bên trong. Được chưa? Và đúng ngoài em có thấy là tôi tích vào đây thì em có nhìn thấy biểu tượng hình không? Em muốn dịch chuyển sang trái, ok. À, tầm này đẹp chưa? Tại vì bán điệu nho phải cho này đúng không? Ok, và cái hình này có thể thu nhỏ xuống một tí được không? Cái này có thể thu nhỏ xuống một tí được không nữa, nhưng đừng bao giờ thu nhỏ quá nhà, bởi vì ít nhất phải bằng chiều cao của. Rồi. Ok. Thế ngoài tôi đẩy sang trái một tí, tôi để ra đi được chưa? Xong chưa? Rồi. Ok. Và sau khi đã làm xong được toàn bộ điều chỉnh về hình ảnh thì em tích đúp ra màn hình trắng để thoát và rút cái đậy mình chui vào. Ok, ghi đi. Tích đúp đối tượng đó. Rồi. Kích đúp ra bên ngoài. Đúng rồi, kích đúp ra bên ngoài. Để dứt lại. Ok. Được chưa? Thử nha. Em ra bên ngoài chưa? Rồi. Rồi, vậy thì lúc này anh có thể đặt một cái chữ ở đây được không? Rồi. Rồi, thử nha. Dùng tách, nhìn dùng T chưa? Rồi. Kích vào đây. À, chúng ta giảm 30%. Được chưa? Rồi. Ok. À, sau khi giảm 30% xong thì chúng ta phóng to đấy bằng giữ shift, nó cũng như đối tượng thôi. Và chúng ta muốn cái màu này nó sẽ ok thì chúng ta giữ shift, à, giữ phím Y ngắn. Y ngắn là chọn màu. Hôm trước biết cách chọn màu chưa? Chỉ thẳng vào vị trí của những cái màu mình mong muốn. Nhìn nhìn nhìn. Người ta gọi là lấy màu từ đối tượng sang đây thì người ta gọi là kéo màu để cân bằng về mặt thị giác. Ok. À, sau khi làm xong chúng ta hãy chọn một giá trị là chúng ta sẽ đánh vào từ ngày bao nhiêu đến đâu. Ờ, từ. Ok. Từ 12 gạch chéo đến tháng gạch chéo này tháng 1 đến ngày 19 gạch chéo tháng 1. Ok, được. Gạch ngang 20. Được chưa? Rồi, sau khi làm xong thì cái hình này chúng ta phải thu nhỏ lại. Ok, và tất nhiên những cái thông số này phải ít nhất là gì ạ? Bằng. Và chúng ta có thể giãn nó ra được để nó cho nó chiều này được không? Giữ shift nhá. Chữ ngoài. Được chưa? Và cái hình này chúng ta có thể opacity được không? Ok, vậy thì opacity đi. Bởi vì nó là phụ, còn cái này là chính. Vậy thì ít nhất khi mà em làm nhà em đã tạo ra một cái voucher giảm giá cho một cái sản phẩm của em rồi. À, tất nhiên chưa có gì ở kinh khủng cả, nhưng mà chúng ta tự đặt được không ạ? Chúng ta, đúng không ạ? Ok, thì em nhìn này, để mút đẹp lên một độ thì trong giá trị thiết kế của chúng ta nó có tính năng hòa trộn. Em ghi đi, tính năng hòa trộn cho đối tượng như sau. Tính năng hòa trộn. Hòa trộn màu đấy em. Màu. Thì trong cái phần hòa trộn màu đấy nó rất là quan trọng trong việc như sau như này này. Em nên dùng cái màu sáng hòa trộn trên nền đậm thì nó sẽ có giá trị. Hiểu cái này không ạ? Thì em có thấy ở chỗ này nó có hai cái màu không ạ? Tôi chọn ở đây. Giữ shift tôi chọn ở đây thì có phải tôi chọn hai cái miếng màu trắng này không ạ? Được. Tôi muốn hòa trộn thì tôi phải bước 1 tôi chọn vào nó đã. Em ghi đi, bước 1 chọn vào hình. Bước 1 chọn vào hình.
Bước 2, em sẽ chọn vào biểu tượng, đó là transparency. Transparency là hai cái hình tròn lồng vào nhau. Ô, bé bé xong chưa? Được chưa? Ôm ơi. Bước 3 là em có nhìn thấy cái chữ no mờ ở chỗ này không? Em sổ xuống, em chọn vào overlay. Overlay là một trong những giá trị hòa trộn màu giữa lớp trên và lớp dưới. Nó làm cho màu dưới tươi lên. Có nghĩa là chúng ta đang hòa trộn tông đỏ thì khi chọn vào đây thì màu nó sẽ là đỏ rực lên. Thì nó đi từ đỏ đậm đến đỏ rực lên, đỏ sáng lên nữa thì ok. Ok, thử nhá. Nhìn nào. Em nhìn này chưa? Ok, nó sẽ cùng tông không? Chứ nó không phải như này này, Ctrl Z này. Em nhìn nhé. Bị bạc màu không? Ok, chọn vào đây, chọn vào đây. Ok, chọn vào đây. Đẹp hơn đúng không? Đẹp hơn. Okay. Và sau khi đã làm xong được cái này thì với cái này là một sản phẩm của em, có thể copy cái này có thể trở thành cửa hàng được không? Đây giống như anh nói em là cái biển quảng cáo là cửa hàng bán rượu được không? Đúng chưa? Chỉ việc thay text ạ. Ok, chúng ta sẽ copy xuống dưới một tí. Chúng ta thay đổi khẩu vị này, em nhìn này. À, lúc này tôi sẽ chọn cái hình này. Tôi chỉ cần kéo cái này xuống thôi, bạn sẽ thấy một khẩu vị khác. Em nhìn này, hai cái khác nhau. Đúng rồi. Ok. À, cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ copy tiếp theo một lần nữa xuống dưới. Chúng ta chỉ cần thay đổi một tí để câu chuyện đã khác nhau lắm rồi. Nha, em nhìn này, cầm này, tôi đã đẩy cái này lên trên. Ok, giữ phím an, kéo này. Nhìn này nhá. Nào, bây giờ copy thêm lần nữa là Ctrl C và Ctrl B là xương dưới không ạ? Đẩy đối tượng sang phải được không? Giữ phím an, đẩy cho nó nhỏ lại nha, được không? Đẩy đuôi vào trong. Và tôi gõ vào đây là 10. Ok, 10 hơi bị mất. Em nhìn nhá. Vậy thì thực ra là mình cũng chỉ dùng những cái alpha thôi mà nó đã khác nhau lắm rồi. Đúng không ạ? Ok, à, cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ copy vào đây, đẩy một cái lên đây nữa. À, chúng ta vẽ cái hình vuông đặt vào đây như này được không ạ? Được. Ok, chúng ta chọn vào overlay được không ạ? Overlay này. Hòa trộn màu đây. Vậy thì cái này anh sẽ gõ giá trị đó là 20 được không ạ? Ok, copy cái này ra đây được không ạ? Thu nhỏ như này được không em? Và cái này em có thể gõ 10 được không? À, sắc độ anh điều chỉnh khác nhau nhé em nhé. Ok. Ok, anh lại copy thêm một cái nữa và anh chọn thu một cái nhỏ như này được không? Ok, cái chọn vào đây. Ok, copy vào đi vào đây. Nhìn này chưa? À, nó sẽ tạo ra cái background cho em. Nếu cái này là dùng hình tròn thì sao? Đúng không? Đúng không? Và em phải để ý này. Vậy chúng ta đang làm với giá trị là đang làm mảng màu. Vậy chúng ta có thể hoán đổi vị trí này cho nhau được không ạ? Dùng công cụ gì ạ? Hoán đổi. Hoán đổi ra vị trí là cái gì? Ok, chính xác. Shift X là đảo giữa màu và nét cho nhau. Vậy trong trường hợp này màu đang là màu trắng và X là không có gì. Vậy chúng ta dùng Shift X thì nó sẽ là màu là màu trắng. Đây, Shift X nha. Em có thấy ở đây nó có viền không? Đấy, chỉ có viền thôi. Nó là viền màu trắng mà. Và cái viền này nó có to không? Nếu nó to thì chúng ta có thể cho nó nhỏ lại bằng 0. Đây ạ. 0.75 được không? Ok, cầm này thu nhỏ được không ạ? Ok, cầm điểm này thu nhỏ được không ạ? Ok, cầm điểm này thu nhỏ được không ạ? Và em sẽ thấy là đây nó có sự khác biệt. Em thấy không? Vậy thì cái việc mà chúng ta vẽ một những cái hình vuông chúng ta lắp ráp với nhau, opacity khác nhau đã ra rất nhiều vấn đề. Ok, thì đây chính là cái bài mà em phải thực hành. Thì đến đây chúng ta sẽ tạm dừng video. Nào em nhìn này, à, sau khi mà đã tìm hiểu được cái về cái vấn đề đấy thì em sẽ học về công cụ phím A. Phím A. Ok. À, phím A được ký hiệu là chữ A.
Đúng rồi. Mà nó có tác dụng gì? À, nó có tác dụng điều khiển và dịch chuyển cái điểm mình đang chọn. Điều khiển và dịch chuyển điểm mình đang chọn. Điều khiển và dịch chuyển điểm mình đang chọn. Nó có hai cách. Cách thứ nhất là em tích vào điểm. Cách thứ nhất là tích vào điểm. Cách thứ hai là quét qua điểm. À, cách tích vào điểm thì nó chỉ dùng trên những đối tượng mà có nhiều đối tượng bè lên nhau thì mình mới dùng tích vào điểm. Được. Còn những đối tượng mà chỉ có một đối tượng thôi thì em được quyền quét qua. Đây thì ví dụ nha. Ok, nhìn này. À, ví dụ như anh vẽ một cái biểu tượng lên nó được độc lập. Anh chọn một cái màu. Thì em nhìn này. Khi ấn vào A thì nó chỉ có 4 điểm thôi. Vâng. Thì lúc này em chỉ cần dùng phím A em quét qua một điểm thì em sẽ dịch chuyển được một điểm. Từ đó ấn phím A. Phím A thì chúng ta học dịch chuyển được một điểm. Quét qua 2 điểm chúng ta sẽ dịch chuyển được 2 điểm. Quét qua 3 điểm thì em phải giữ shift em chọn điểm nữa thì em chọn 3 điểm. Và em muốn quét qua 4 điểm thì em sẽ quét qua cả 4 điểm dịch chuyển. Đúng không? Thì cái này là phương pháp mà chúng ta sẽ dịch chuyển điểm bằng cách là một đối tượng thì sẽ dùng phương pháp quét qua. Đúng không? Rồi, phương thức thứ hai. Phương thức thứ hai là chúng ta vẽ một cái hình. À, chúng ta chọn một cái màu nha. Em nhìn này. Được. Anh có một cái hình anh kéo xuống. Em nhìn này, anh ấn Ctrl C, Ctrl F là copy sang trái. Và anh chọn một cái màu đó là màu trắng. Nhìn nào. À, cũng tương tự như vậy, anh dùng phím A, anh chọn vào điểm này. Anh kéo xuống. Anh chọn điểm này, anh kéo vào tròn. Em nhìn này, anh chọn được hình này anh chọn. À, cũng tương tự như vậy, anh nhấn Ctrl C, Ctrl B tiếp theo một lần nữa, anh sẽ đẩy từ phải qua trái. Anh chọn 50%. Thì lúc này anh sẽ chọn vào cái hình này, anh sẽ cầm đối tượng này, anh kéo xuống dưới, anh chọn điểm này, anh kéo vào trong. Ok, cũng tương tự như vậy, anh sẽ ấn vào Ctrl C và Ctrl B tiếp theo một lần nữa, thì anh sẽ đẩy bên tay phải. Anh chọn 30%, anh chọn phím A, anh tích vào đêm điểm. Em nhìn đi nha. Vâng. À, vậy thì bắt đầu nó đã sinh động hơn rồi. Nó không phải là hình vuông rồi. Em chọn đối tượng 1. Em chọn đối tượng 2 và em chọn là biểu tượng như sau. Nhìn không ạ? Và cái hình phía trên thì anh sẽ làm gì? Ctrl C và Ctrl F là copy lên trên và anh cho nhỏ lại để anh tạo ra khe trắng. Thì có phải bây giờ anh sẽ cho một cảnh vào đây không ạ? File. Chọn vào phần Plate. Anh chọn vào ổ e. Ở đây. Anh chọn vào thư viện ảnh. Anh chọn vào phút. Cái phần trên này. Vậy sẽ kéo xuống một tí. Những mảng màu khác nhau. Ảnh muốn chui vào thì ảnh phải nằm ít nhất. Phải bằng đã. Cho xuống dưới tất cả. Chọn đối tượng số 2 và can chôn số 7. Can chôn số 7. Tích đúp vào, em nhìn thấy nó chưa được chính xác. Anh tích đúp vào, anh dịch chuyển sang trái, anh kéo đến đây. Ok, anh đã có đồ ăn rồi đây. Menu cho đồ ăn được không? Ok. Và em phải nhớ một điều rằng trong cái giá trị về CS5, chúng ta có một cái tính năng là khi em tích vào điểm góc này, em có nhìn thấy cái điểm chốt tròn không? Em thử tích xem có được không? Có nghĩa là khi mà chọn ra góc của đối tượng ấy, thì nó sẽ có đầu điểm chốt này. Tích vào góc này thì nó sẽ có đầu điểm chốt chỗ này. Và tích vào điểm góc của những cái bên trong này cũng có đầu điểm chốt. Được. Em có không? Có. Rồi, ok, nhìn này. Vậy thì anh chọn vào điểm này. Anh giữ shift, anh chọn điểm này. Em có thấy hai đầu điểm chốt không? Nhìn đi nhá. Thì bây giờ anh cầm điểm này, anh kéo đây được không? Tôi đang nhìn đi nhá. Được, được, được. Thì có, em có thấy nó mềm mại hơn không? Ý là lại bỏ tay ra. À, không, em kéo vào trong ấy. Đấy nhá, em nhìn này. Anh chọn vào điểm này. Vâng. Thì mà em nhìn điểm chốt này, anh kéo đây thì em có thấy nó tròn không? Tự kéo vào thì nó sẽ tròn. Bà. Nó gọi là vo góc đấy. Bà. Em chọn vào điểm này thì có phải điểm chốt chỗ này, cầm điểm chốt chỗ này kéo vào trong thì có phải tròn không? Bà.
Ok, vậy thì anh chọn điểm chốt bên ngoài, giữ shift chọn và chốt bên trong như này. Thì em có thấy không? Anh có hai điểm chốt này. Điền xung quanh. Kéo nhảy được không? Được. Ok, điểm chốt này anh kéo nhảy được không? Duyên Anh có thể là màu xanh lam không? Em nhìn chưa? Vậy thì các bạn thiết kế của em có thấy thế mềm mại không ạ? Đây là màu tím. Ok, thì lúc này em có thấy là lúc này chúng ta tạo ra phiên án về đồ ăn rất là ok. Về hình thức. Ở sau của em nó không cao gì. Anh em chọn đây. Anh cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm được cái gì? Ok, chúng ta sẽ thu nhỏ một tí, chúng ta sẽ chọn đối tượng, chúng ta đẩy xuống dưới. Nhìn này không? Dạ. À, lúc này anh sẽ có một cái phương pháp rất hay, đó là anh sẽ ấn vào Ctrl C, Ctrl F, anh kéo từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên với một tỷ lệ đó là một cái màu trắng, và anh chọn cho nó một cái màu, ví dụ 10. Và tất nhiên anh hòa trộn bằng công cụ đó là overlay để màu tươi lên. Nhìn chỗ này không? Rồi, Ctrl C, Ctrl F, anh lên độ nó anh kéo đây, có được hình thứ hai. Rồi, tiếp theo anh sẽ vẽ một cái hình nữa, là anh vẽ một cái hình vuông. Nhiều vuông của anh chưa? Rồi. Thì cái ô vuông này em có thấy là khi ra góc chúng ta có thể xoay được không ạ? Rồi. Chúng ta thu nhỏ được không ạ? Để nhảy được không em? Rồi. Thì lúc này sau khi chọn đối tượng này xong thì em chọn phím em chọn vào điểm phía trên. Giữ shift chọn vào điểm dưới thì có phải là hai điểm một chút cho em. Rồi. Em cầm em kéo vào trong. Rồi. Đấy, vậy thì em đã có cái hình. Và hình này thì anh phải phóng to ra một tí. Được không ạ? Anh sẽ chọn giá trị đầu tiên là 30% hoặc 50%. Và tất nhiên anh dùng hòa trộn overlay để cho màu tươi. Rồi cũng tương tự như vậy, anh nhấn Ctrl C, Ctrl F thêm đổ nữa, anh sẽ thu nhỏ vào trong. Anh sẽ có 50% rồi, nhìn không ạ? Vâng. Rồi tiếp theo Ctrl C, Ctrl F đổ nữa, anh sẽ kéo vào trong một tí nữa. Em nhìn thấy hình này của anh không? Rồi. Rồi, vậy thì sau cái hình ở trên cùng này anh sẽ để là 100%, anh không để là bình thường nữa. À. Hình này để làm gì? Để chúng ta đặt một cái hình ảnh vào, chọn vào File, chọn vào Place. À, chúng ta sẽ chọn đến B. Chúng ta chọn vào nhà. Chúng ta chọn vào nhà. À, chúng ta sẽ kéo xuống một tí. Ok, anh sẽ chọn là nhà tiệc cưới và anh sẽ kéo xuống một tí. Rất là đẹp. Anh sẽ chọn một cái ảnh cô dâu. Cũng giống như cái ảnh thôi nhưng mà chưa có là nó không phải đồ ăn mà bây giờ anh làm cái thiệp để chúc mừng. Anh cho cái ảnh xuống dưới tất cả. Ctrl Shift ngỏ cua bên tay trái. Có vẻ ảnh phải xuống dưới thì mới chui về trong à? Đúng rồi. Chọn đối tượng số 2 là cái màu trắng này này. Em nhìn thấy màu trắng này của anh chưa? Nhìn nhá. Chọn lại nha, cái này 100%. Và không phải overlay nha, được chưa? Nào, chọn đối tượng 1 giữ Shift, chọn đối tượng 2 có phải là màu trắng không? Nhìn thấy chưa? Chính xác đúng không? Thì anh chọn vào Ctrl số 7 để phải chui vào. Ok, tích đúc ở đây. Để làm sao đẩy cái hình này xuống dưới một tí nữa. Đấy, thế này đẹp rồi. Nhìn thấy chưa? Vâng. Rồi, tiếp theo anh sẽ chọn đối tượng này. Anh giữ shift, anh chọn đối tượng này và anh giữ phím an copy ra đây. Để làm gì? Cái hình này nhỏ hơn và cho lên trên tất cả. Anh đẩy vào trong để như này. Bởi vì trong một ngày cưới thì người ta có nhân vật chính rồi. Thì bây giờ phải có hoa và cô nhẫn. Ok, thì lúc này anh sẽ chọn đối tượng này, Ctrl, nhìn thấy đối tượng này của anh chưa? Này Ctrl C và Ctrl F lên trên tất cả. Ừ. Anh thu nhỏ vào trong và anh chọn 100%. Anh chọn vào chế độ bình thường. Thì lúc này anh chọn vào File và anh chọn vào Place tiếp theo lần nữa. Lúc này anh có cô hoa, cô nhẫn thì anh sẽ cầm xuống dưới, anh chọn màu hoa. Đâu rồi nhỉ? Ok, anh lấy tạm cái hình hoàn hoa này thì phóng to. Nào muốn chọn ảnh chui vào thì ảnh phải nằm dưới tất cả, là Ctrl Shift ngỏ cua bên tay trái. Giữ Shift chọn đối tượng là màu trắng để cùng với nhau. Đúng chưa? Ctrl số. Nhìn có hoa chưa? Ok, vậy cũng tương tự như vậy, anh chọn đối tượng 1, giữ Shift chọn đối tượng 2 này, anh chỉ chọn cái hình ở dưới này thôi này. Đúng không? Giữ phím an copy sang bên này. Và tất nhiên anh thu nhỏ lại, bởi vì cái này là anh sẽ cho nhẫn nên anh sẽ cho nhỏ lại. Anh cho lên trên tất cả. Đối tượng này phải được cần nhân bản thêm nữa là Ctrl C, Ctrl F. Có nhìn hình này không ạ? Và cái hình này chắc chắn là 100%. Và hình này chắc chắn phải normal. Ok, thu nhỏ một tí.
Đúng rồi, em chỉ cần chọn là file và em chọn vào play tiếp theo lần được cuối cùng em chọn vào nhận. Ok. Kéo đây. Đối tượng phải nằm dưới tất cả, Ctrl Shift vào vuông tay trái. Giữ Shift chọn đối tượng số 2 màu trắng. Chọn vào Ctrl số. Đấy. Ok, thì lúc này anh sẽ làm ra một cái tấm thiệp dành cho thiệp ngày cưới của thầy chúng ta. Ok. Hình này em được quyền làm sao? Tôi sẽ tăng giá trị lên cho em nhìn rõ hơn. Nào, hình này có thể được cái gì? À, chúng ta sẽ chọn cái điểm này, chúng ta kéo xuống đây được không ạ? Điểm này chúng ta kéo xuống đây được không ạ? Ok, tích vào điểm này, chúng ta chọn vào phím A, chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta kéo này một điểm, chúng ta giữ Shift, chúng ta kéo đây một điểm được không ạ? Và cái điểm này chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta xé ra ngoài này được không ạ? Và chỗ này chúng ta xé ra ngoài này. Có nghĩa là mình được tùy biến theo rất rất nhiều giá trị như vừa rồi. Thì em có thấy là khi mà anh tạo ra nhà thì nó tạo ra những không khí trong việc thiết kế. Chỉ là bằng công cụ phím A. Vậy phím A nó có tính năng đó là biến đổi địa hình. Ok. À, cũng tương tự như vậy, khi mà mình làm một cái card visit hoặc là một cái phong bì thư, mình có thể làm cho nó đẹp hơn được như này. Ctrl C, Ctrl F, em đẩy từ dưới lên trên với một tỷ lệ nhảy, em chọn một cái màu đó là màu trắng. Em chọn với tỷ lệ overlay. Nhìn nhỉ? Được. Ok, Ctrl C, Ctrl B là copy xuống phía dưới. Em sẽ kéo xuống phía dưới. Em giảm độ này đi 50%. À, cũng tương tự như vậy, Ctrl C, Ctrl B tiếp theo đối tượng nữa chúng ta sẽ kéo xuống đây. Chúng ta sẽ giảm 30%. Em nhìn này ạ. Rồi, em hiểu rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta dùng phím A, chúng ta tích vào đêm điểm. Chúng ta kéo nhảy. Câu chuyện là khác. À, ok, chúng ta tích vào đêm điểm, chúng ta kéo này, câu chuyện nó khác. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta chọn tím A, chúng ta tích vào đây, câu chuyện nó sẽ khác. Được. Đẩy này lên trên một tí. Em nhìn là cũng là phong bì thư nhưng trông nó sẽ yêu hơn. Cái sắc độ. Vậy thì dùng phím A, chúng ta tích vào đêm điểm thì chúng ta có thấy rằng ở đây có đổi một chút, em kéo đây cho nó đẹp hơn. Cầm này kéo đây. Tù tù à, ok, để cho nó đỡ mềm mại mà. Em nhìn nhé. Vậy thì đây là những phiên bản mà trong công cụ phím A chúng ta phải đi qua. Ok, hiểu bài này chưa? Thì bài này chính là bài em sẽ làm. Vẫn sau khi hiểu về phím A, phím B thì em sẽ phải làm cho anh một đống bài tập là Ctrl O. Mở cho em xem không? À, anh sẽ có một cái bài tập là của em. Chọn vào bài 1. Đây ạ, à, sau khi làm xong phải làm được hết bài này cho anh. Ok anh, được, đấy, thích bài tập đấy. Bài tập về nhà. Anh sẽ đi từng đoạn chậm chậm lại cho em. Đây, đây là phím chuột đen. Chuột đen là cái được chưa? Đã. Ok, phải làm được tất cả những cái này. Ui đẹp quá. Chuột trắng. Bây giờ. Tô màu cà phê đi nha em. Làm được cả cái này logo này. Rồi. Tô màu cà phê đi. Rồi tiếp theo bắt đầu làm về bố cục ảnh. Để mẹ nói nhiều thế. Cái này chỉ vẽ hình không cho mặt, hình chú đáo không à. Tự làm cái này. Yeah. Tiếp theo. Done. Em nhìn chưa? Done. Đấy là những cái bài tập mà em phải trải qua. Yeah. Đấy, thì đây là một bài tập này. Ít nhất em phải là chuột đen, chuột trắng em phải làm cho anh một đống bài tập nhỉ. Ok. Là chắc chắn. Ctrl no. Ở trong đây thì nó sẽ có một cái là bài 11 cơ bản. Ở đây cũng là một loại hình này. Đấy, sao ok. Chúng ta sẽ nhìn qua một tí. Đây ạ. Chuột trắng. Chuột trắng và chuột đen. Đây thì các bài vừa rồi làm được cái này. Rồi ok. Đấy, và người ta làm được cái này. Người ta làm được cái này. Có nghĩa là khi em đã đưa background vào thì câu chuyện nó ra khác nhau lắm rồi. Thì cái câu chuyện nó nằm ở đâu? Đây em nhìn này. Đúng không ạ? Thì em nhìn nhá, chúng ta sẽ có được cái gì? Ví dụ cái hình này. Em nhìn cái này chưa? Đây cũng là chuột đen, chuột trắng. Ok, chuột đen, chuột trắng, chuột đen, chuột trắng, chuột đen, chuột trắng. Đây. Cái hình này có phải là khi mà em đã chọn đây thì em chỉ cần chọn một cái thao tác à? Đây background à? Em chỉ cần chọn vào file và em chọn vào plate. Em chọn vào biểu tượng của em, chọn vào thư viện này.
Trong phần tiếp theo ảnh nó có background, và trong phần background nó có phần texture. Texture thì em sẽ kéo xuống, em sẽ chọn một cái nền phù hợp. Vậy thì khi mà em có được cái hình nền này, em có thể được quyền vẽ to hơn. Em cho cái ảnh ở xuống dưới tất cả. Vậy thì có phải cái này là khung không? Ví dụ cái này có phải là cái khung để cho cái ảnh này chui vào không? Vâng, đúng rồi. Thì em chỉ việc tôi chọn đối tượng thôi, giữ ship chọn đối tượng này cho chui vào thôi. Nếu mà căn chân 7 như này thì có phải là cái ảnh thiết kế em bắt đầu long lanh không? À, muốn đẹp hơn không thì còn cái việc này chúng ta phải tư duy thôi. Rồi, em hiểu. Thấy chưa? Thì đấy là việc mà em về em phải làm cho toàn bộ hệ thống bài tập vừa rồi anh vừa chia sẻ. Rồi. Và phải gửi cho anh. Câu chuyện nếu mà chúng ta không gửi thì có nghĩa là anh không kiểm soát tiến độ. Có nghĩa không phải anh cứ đi cho em xong cuối cùng là em không làm bài tập này anh không ok. Bởi vì như vậy là anh dạy không thường thường là không có chất lượng. Vâng. Anh cần em phải làm bài tập. Được, được. Nên là hôm nay anh sẽ add lại vào nhóm, chịu khó chụp vào nhóm xem chúng nó làm nào nhé. À. Bọn ấy chăm chỉ lắm, có khủng khiếp đấy. Yeah. Ok.